Có lên được không? Lên được không? Ôi, tịt rồi, tịt rồi. Hello, xin chào anh em. Hôm nay lại tiếp tục với con diều vàng đuôi cá hai. Hôm trước mình cũng đã quay cho các bạn xem bộ sáo của nó rồi. Giờ tí nữa chuẩn bị thả con này nhá. Đây chị. Con này 4 mét đấy. Đấy, chuẩn bị ra đi thôi. Quả bông vàng này. Đấy. Chuẩn bị lên rồi. Căng phết rồi, gió căng đét rồi. Có lên được không? Lên được không? Ôi, tịt rồi, tịt rồi. Xuống rồi. Pha xịt rồi. Lại phát lưa. Hôm nay gió yếu lắm. Gió hôm nay yếu. Rồi, cắt rồi. Lại cho xuống rồi đúng không? Lên rồi. Lên luôn. Tỉnh sáo này. Nghe rất vi vu, rất vi vu ha. Đấy, các bạn nhìn chưa, diều vàng ấy. Nhưng mà nghe vẻ gió nó. Dạ, đừng bảo nó xuống nhá. Có khi nào xuống không? À, đang thả dây, đang thả dây. Đấy, đang thả dây. Pha chạy thả dây đi vào lòng đất. Diều lao cắm đầu đất. Nhìn rõ chưa? Các bạn nhìn đâu? Còn hơn cả tập gym. Đấy. Thả diều hơn tập gym ấy. Các bạn biết không? Đây là hội diều xóm này. Nằm ấm nước chè xong bắt đầu thả diều xong ngồi đây ngắm. Các bạn nhìn chưa? Nước này, cháu ơi. Ok, video của mình hôm nay đến đây là kết thúc nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.